động thái của Hứa Minh Đạt giữa lùm xùm đăng clip bắt trend kém duyên. Hơn một ngày qua, nam diễn viên Hứa Minh Đạt bất ngờ trở thành tâm điểm gây tranh cãi bùng nổ sau khi đăng tải clip bắt trend đáp trả kiểu drama với lời chúc khán giả. Chúc các bạn ra đường không bị đụng xe, không bị giật đồ, không bị đánh ghen và an toàn mạng sống về nhà nghe chưa? Một tài khoản TikToker còn thẳng thắn cho rằng hành động của Hứa Minh Đạt là không đúng chuẩn mực của một người nghệ sĩ. Giữa lùm xùm, vào tối ngày 21 tháng 5, Hứa Minh Đạt đã chính thức có loạt động thái mới nhất. Theo đó, nam diễn viên không chút đả động tới ồn ào gây tranh cãi trên. Trên fanpage chính chủ, ông xã Lâm Ví Dạ chỉ cập nhật những thông tin về dự án mới. Riêng trang cá nhân, Hứa Minh Đạt lại đang status ẩn ý. Bộ ảnh của ông chú Scan của Vua Sư Tử đáng thương, chắc cũng đau khổ dữ lắm. Được biết, phía Hứa Minh Đạt hiện cũng đã xóa đoạn clip gây tranh cãi. Yeah.